2, 1. Hello anh em nào đến với video đi ăn cơm của mình nha nè. Cái này là bí xào. Còn này là cá nha. Cái này là cá cái này là cá lòng tông nha nè. Đấy. Cá kèo chứ không phải cá kèo, cái này cá kèo. Bữa nay mình được nghỉ vậy nè. Có ai là tối thứ sáu đó là một ngày trôi qua nhanh lắm. Cái này là cái mình cá này. Còn cái này là xương cá nha nè. Thank you.
bây giờ mình sẽ chỉ anh em ăn cái đầu cá. Cá gì nãy quên. Cá kèo nha anh em ấy. Cái này là cái đầu cá kèo nè. Còn mình sẽ chỉ anh em ăn cái ruột. Nó có cái ruột ở trong này. Tiếp theo là gọi bạn em theo người mới có nỗi nhớ không thường. Ăn cả hết rồi. Còn cái này là cái đầu cá nha nè. Ok, bây giờ mình sẽ chế anh em ăn cái đầu cá nè. Đây là thịt bò đó này. Thịt bò ổ đi căng. Mình sẽ ăn cái đuôi cá giò này. Cái này là cá giò kiển là nó nhỏ lắm này. Đừng ngồi tao em mà tụi nó đang ở trong trại điên mà. Đừng ngồi nói chuyện mình nó nói nhảm nhảm nó nói hoài. Tụi em tôi sợ nó cắn tôi nãy giờ. Cái này cỡ 2 tấn rồi nè. Ăn nãy giờ ăn hết. Lấy hình như mấy cá ăn nãy giờ ăn hết. Nó bự quá. Nên là phải ăn từ từ theo cơm. Ăn nãy giờ ăn được hết. Đấy. Là cái đuôi cá bây giờ mình sẽ nhai cái đuôi cá ăn nha nè. Đồ ráng hết rồi. Đồng có 3 phút rồi hết. Ok, bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Ok quá nha.